Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm và tiến hành họp thường kỳ tháng 5 năm 2022. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp, cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trần. Phiên họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã nghe báo cáo giải trình về công tác triển khai đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành 7 trên 19 nhiệm vụ và đang tổ chức thực hiện, cơ bản đảm bảo tiến độ 12 trên 19 nhiệm vụ. Hội đồng nhân dân thành phố cũng nghe báo cáo về các nội dung chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2022 và tình hình tiến độ triển khai các kiến nghị qua giám sát của Thường trực và của các ban Hội đồng nhân dân thành phố. Qua nghe các ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần tiếp tục đảm bảo việc triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả, đúng tiến độ tích cực giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đà soát chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó kỳ họp này dự kiến tiến hành trong 3 ngày vào các ngày 13, 14 và 15 tháng 7 năm 2022.